Rồi cái này là mình bao nhiêu cái chị? 7 cái đúng không? Còn cái đó là 6 cái đúng không? Rồi trước tiên là miệt thứ thứ 11 cảm ơn chị Trúc phải không ạ? Chị Trúc tại trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 đã ủng hộ cho cái chương trình hành động của miệt thứ ngày hôm nay vừa mới kêu gọi. Đó là chương trình hành động là miệt thứ theo em đến trường. Và đây là số lượng cặp học sinh dành cho học sinh tiểu học phải không chị? Tiểu học sẽ gửi tặng cho các em nghèo khó khăn trên địa bàn huyện An Minh, chuẩn bị cho năm học mới là ngày khai giảng sắp tới, là các em sẽ đến trường. Học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ đến trường vào ngày 4 tháng 10, còn học sinh mầm non sẽ đến trường vào 18 tháng 10. Và để tiếp sức cho các em tự tin đến trường trong mùa dịch này thì mọi người đều khó khăn, thì Miệt Thứ thực hiện chương trình hành động là cặp sách theo em đến trường. Và ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của chị Trúc, một tiểu thương tại trung tâm thị trấn thứ 11 đã gửi tặng cho Miệt Thứ những cái cặp rất là đẹp, rất là thời trang dành cho các em. Cảm ơn chị Trúc nhiều nghe. Chị Trúc có phát biểu cảm nghĩ gì không? Có nhắn nhủ gì đến các em không? Ừ, có gửi lời chúc gì cho các em không? Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Các thành viên của ban quản trị của miền thứ 11 sẽ sớm liên lạc với các trường và các xã và hội đồng đội huyện An Minh để gửi tặng tay các em trước ngày các em đi học. Hy vọng đây là một món quà nhỏ gửi tặng cho các em, tiếp sức cho các em, thêm các em tự tin và cố gắng hơn trong học tập. Và Miệt Thứ cũng rất là mong muốn các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay góp sức, chúng ta sẽ tặng cho các em, mỗi em hộ nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện là một chiếc cặp như thế này. Và với một cái giá rất là hỗ trợ từ chị Trúc, là một cái cặp như thế này chúng tôi sẽ mua ở một cái giá là 50.000 đồng. Như vậy thì mỗi một mạnh thường quân các anh chị có thể ủng hộ bằng cách là chúng ta sẽ mua một chiếc cặp như thế này. Và mọi một người có thể mua nhiều chiếc cặp dành tặng cho nhiều em học sinh nghèo và khó khăn trên địa bàn huyện. Hy vọng rằng chương trình hành động lần này sẽ lan tỏa và sẽ nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Cặp này là cặp mới hết phải không chị? Mới hoàn toàn 100%. Cái này là dành cho mầm non hả chị hả? Chứ cái này tiểu học đi được không? Mầm non đúng không? Tùy theo số lượng cặp mà mình sẽ gửi tặng cho các em. Đây, các em gái sẽ được một chiếc cặp xinh xắn có hình công chúa. Còn các em nam sẽ được một chiếc cặp hình siêu nhân. Và mọi thông tin về chương trình hành động lần này thì bà con có thể theo dõi trên nhóm Miệt Thứ thứ 11 hoặc trang thông tin Miệt Thứ thì 1. Miệt Thứ thứ 11, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục để bà con theo dõi và đồng hành cùng với Miệt Thứ. Hết này, cái số lượng mà chị tặng cho các em là bao nhiêu chị nhớ không? Em quên mất tiêu rồi. Cái này em đếm xem quên mất tiêu rồi. Đây là mình có hai số lượng ha. Một số lượng là chị Trúc tặng riêng cho các em, còn một số lượng là chị sẽ tặng ở mức giá hỗ trợ là 50.000 một cái. Là mình có tổng cộng là bao nhiêu cái chị ha? 49 cái. Hai mươi chín cái một cái là 50.000 phải không ạ? Sáng 29 cái một cái là 50.000.
giá mình bán một cái như thế này ở thị trường mình là bao nhiêu chị ha? Tùy theo 90-100 ngàn đúng không? Rồi, cảm ơn thay mặt các em, thay mặt Việt Thứ Thứ Một, cảm ơn chị Trúc rất là nhiều. Và hy vọng mọi người xem video này sẽ lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng với Việt Thứ trong chương trình hành động Theo Em Đến Trường. Đây là sản phẩm những chiếc cặp mà chị Trúc tặng, 12 cái cặp này, dưới đây 10 cái là 22 cái. Rồi, cảm ơn chị Trúc rất nhiều. Đứa cười, em quay được rồi. Đang quay cho cười. Mình là muốn lắm, em là muốn lắm. Quay là thích, em muốn lắm. Rồi, xin chào các con. Bây giờ mình tự giới thiệu mình đây. Anh lớn giới thiệu tên gì đây? Tấn Khang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con học trường nào? Con học lớp mấy? Rồi, cảm ơn con. Tiếp theo cô gái. Anh tên gì? Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy ở trường nào? Rồi. Rồi, vậy là học chung với anh phải không? Rồi, em đi học có học giỏi không con? Con cũng biết là con học giỏi không? Con cũng không biết luôn hả? Con cố gắng học nha. Rồi, tiếp theo, anh ở giữa. Anh ở giữa. Anh tên gì? Tên gì vậy? Khá. Rồi, Khá năm nay, Danh Khá phải không? Rồi, Danh Khá năm nay bao nhiêu tuổi? Rồi, đi học chưa? Chưa học hả? Ủa, 8 tuổi sao chưa đi học hả? À, tức là chưa đi học đúng không chị? Nhưng mà năm nay có học không chị? Cố gắng cho em đi học nha. Rồi, tiếp theo, anh áo đỏ. Anh áo đỏ ơi. Anh áo đỏ, anh tên gì? Nó lớn lên. Con nói lớn lên. Rồi, con học trường nào? Trường gì em học trường gì? Em học trường thị trấn 2. Em học lớp mấy rồi? Lớp mấy rồi? Lớp 1 rồi. Anh ơi, anh đeo khẩu trang vô. Anh đẹp trai. Hết bôi miệt thử ngang, đẹp trai lắm luôn á. Con tên gì? Em năm nay là em vô lớp 1 phải không chị? Lớp 1. Năm nay lớp 1 luôn, ủa lại sao ở lại học lại ở lại lớp chàng? Đâu là lý do vì sao em mà lại lớp gì ha? Để cho nghỉ hả? Rồi năm nay cố gắng cho em đi học lại nha. Được không? Cố gắng nghe, hứa là phải làm nha. Chứ không làm là kỳ lắm luôn á, bây giờ tặng cho các em cặp mà bây giờ các em
các em, tặng cặp cho các em mà các em không đi học đó là kỳ lắm luôn á. Chỉ có khó khăn gì thì chị chia sẻ nghe. Rồi, bây giờ hôm nay là chú đại diện cho mọi người, các anh chị, các bạn ở thị trấn Thứ 11 có một ít cặp gửi tặng cho tất cả các con với một cái chương trình rất là dễ thương là theo em đến trường, cho nên là tụi con phải cố gắng học nghe. Dạ lớn lớn coi, dạ nhỏ quá. Rồi bây giờ mình sẽ tặng nha. Rồi đây anh lớp 5 đây, rồi tặng cho con này. Nó hơi nhỏ, mình sẽ khi nào mà có cặp lớn hơn chú sẽ đổi lại cặp lớn cho con. Còn đây sẽ đổi lại một cái cặp, đây cô gái đây sẽ đổi lại một cái cặp khác cho con, nhưng mà cái cặp này nó mang siêu nhân rồi, sẽ có cặp công chúa cho con nghe. Nè con nhận đi. Rồi đây hai cái cặp này là hai cặp đẹp nhất. Đây hot boy, cho hot boy đây, hot boy 2 năm lớp 1. 2 năm lớp 1. Rồi đây là cái cặp trình tặng cho con. Cảm ơn chú. Dạ mà còn nhát quá phải không, rồi đi học về ăn hít sao trời. Đây đây cái này của con. Rồi có cặp mới rồi nghe. Rồi bây giờ cố gắng nha, thầy hứa với mọi người là cố gắng học tốt nghe chưa, đồng ý không? Rồi ok. Rồi đâu cặp vợ con đâu, năm nay là chuẩn bị được gì rồi? À có cái buồng mới rồi hả? À có buồng rồi hả? Nó tối quá, có đèn không chị? Bật cái đèn lên giùm em nghe. Đây đây là phòng của con hả? Rồi nóng không? Nóng hả? Trời mưa thì mát phải không? Rồi năm nay là học lớp 5 rồi phải không con trai? Năm lớp 4 này học được học sinh gì? Học sinh trung bình, học sinh tiên tiến. Học sinh trung bình hả? Con học giỏi nhất môn gì? Hả? Con nói lớn lên, con học giỏi nhất môn gì? Tiếng Việt hả? Tức sắc vậy, toán học giỏi không? Không hả? Rồi con gặp khó khăn gì khi con học tập nè? Hả? Trong quá trình đi học thì có gặp khó khăn gì không? Không hả? Nhưng mà phải hiểu bài không? Hiểu bài có về nhà có học bài không? Mà chỉ học sinh trung bình thôi. Dạ vậy hả, mình phải cố gắng hơn nha. Mình chú chị biết học giỏi nè, mình chơi với những bạn mà học giỏi á nha, mình chơi với mấy bạn học giỏi á, mình có động lực mình phấn đấu hơn. Rồi cái gì mình không hiểu mình hỏi mấy bạn học giỏi nha. Rồi con đã mua sách giáo khoa chưa? Đã, con đem sách giáo khoa ra chú coi coi, đem hết ra. Tại hiện tại là cái này là mình mua hả chị ơi? Mình mua hả? Mình mua từ trường đúng không? Tinh học với tiếng Anh. Dạ. Tức là sách tinh học với tiếng Anh là mình chưa có mua. Dạ, mà khi nào đi học thì mới mua được phải không? Dạ. Rồi tập vợ này kia là đầy đủ chứ hết chưa chị? Còn với tập với giấy của giáo đủ không? Vậy hả? Thì cố gắng nghe, cố gắng mua đầy đủ cho em để em học tốt nghe. Dạ. Không có tập gặp đó mới được gì đó để đại. Vậy hả? Rồi những ngày vừa qua thì mình học online đúng không? Đúng. Rồi em học như thế nào? Em học trực tuyến với cô luôn. Trực tuyến với cô hả? Rồi nhà có điện thoại không? Có. Có cái điện thoại đúng không? Rồi con học online thì con có hiểu bài không con trai? Con trả lời lớn lên nè, có hiểu bài không? Rồi hiểu bài hả? Rồi ở nhà có ôn tập không? Rồi giờ cho chú hỏi nè, con có mong muốn gì trong năm học mới này không? Em vẫn chưa suy nghĩ được ha. Rồi con có ước mơ gì không? Sau này lớn lên con muốn làm cái gì? Con chưa biết rồi đúng không? Bây giờ mình chưa biết gì hết thì bây giờ mình cố gắng mình học nha. Mỗi ngày đều phải học một ít. Rồi có gì không hiểu mình hỏi thầy cô, mình hỏi bạn bè. Nhớ không? Rồi cố gắng học tốt nha. Rồi. Có biết được tên nào chưa? Tên là gì đây? Danh Tấn Khang, học sinh lớp 5-1 trường tiểu học thị trấn 2. Vợ Văn Tóm ở trong này là có biết chữ sao đây? Biết chữ đẹp nghe, cố gắng nghe con. Biết chữ đẹp đó. Rồi. Rồi chú con là cố gắng là mình có nhiều sức khỏe nè. Thứ nhất là có nhiều sức khỏe nha. Cái thứ hai là mình cố gắng học thật tốt.
trên lớp học á, mình nếu mình không hiểu bài thì mình hỏi thầy cô, rồi sau đó mình hỏi bạn bè trong lớp, cái người mà cứ ngồi kế bên mình đó, mình hỏi, mình không hiểu mình hỏi. Hả? Rồi trong lớp có bạn thân không, có chơi với ai không? Có hả? Cố gắng hòa đồng với mọi người nha. Mình vui vẻ với mọi người thì mình hỏi gì cũng được hết trơn á con nghe. Chứ đừng có lạnh lùng quá nha con trai, đứng ít nói quá, đang sợ ít nói quá. Đi học làm sao? Đi học nói chuyện dữ lắm luôn hả? Mà đứng trước ông kính là hơi bị nhút nhát phải không? Đúng không chị? Rồi cảm ơn con nghe. Đó rồi thằng nhỏ đó rồi. Đó rồi cái cặp đâu, cái cặp đâu, cái cặp chú coi coi. Đây đây đẹp nghe bà con. Đúng rồi, rồi sao chú hỏi nè, vui không? Vui hả? Rồi năm nay đi học có cặp mới rồi nghe. Rồi bây giờ mình hứa với mọi người sao đây? Con sẽ học giỏi nè, đúng không? Con sẽ ngoan nè, đúng đó. Rồi đi lớp là phải hòa đồng với bạn bè nghe. Rồi học cái gì không hiểu thì hỏi thầy cô, rồi hỏi cái người ngồi kế bên mình nha. Rồi bây giờ trả lời cái này không trả lời được. Rồi đi ra cái. Con em kìa. Tôi chỉ nghe một tiền. Còn thằng ngồi trên mắt cái mớ chốt kìa. Tại sao đi học không dám được kìa? Nghèo mà con đẻ ra cục. Trong cặp vẫn chưa có gì. Mà có được cái cặp là coi như là hào hứng rồi đó. Đây là một cái cặp dành cho học sinh mầm non. Và hôm nay Mì Thúy sẽ tặng cho một em 4 tuổi thuộc gia đình hộ nghèo tại khu phố 3, thị trấn thứ 11. Em chưa đi học nhưng mà tặng tinh thần cho em. Nè con ơi, con trai. Nè, chú tặng nè, nha. Nha. Rồi, nhát quá nên chưa đi học phải không? Chú phải cho em đi học nha, nhà dạy em nghe. Rồi có cặp rồi ngang, chúc mừng ngang. Tặng cho cái cặp tinh thần. Chứ mày cái cặp mặt non á, chạy ở đâu đã nên ngay hay học. Ơi. Đâu nó. Chưa đi học chứ công nghệ là sử dụng thành thạo đó. Đó rành hơn rồi đó, chưa đi học mà thông minh lắm đó, nhát thôi. Đi hả? Nói chung là về là điện thoại của chị là coi như là dành phải không?
nhiêu là chỉ có anh ghi rồi, anh ghi rồi. Cái này là của gửi cho cô giáo 6 có số điện thoại nè. Đó nha. Còn riêng cái này là gửi cho em, cho nhà của bác Sáu Thọ cháu nha. Và cảm ơn mọi người nghe. Ừ. Trời ơi. Mà lại ngang phong cách mấy con xã trường nè, không lộ mà đó. Mấy cái gì ha? Một. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín cái. Cái này là của ai cho chị ha? Ai gửi tặng? Cái này của Mộng Tuyền. Mộng Tuyền, chị Mộng Tuyền. Ở đây mình là... Ở đây là ấp cây gõ. Cây gõ, cây gõ con. Ấp cây gõ. Thôi cảm ơn chị nhiều nghe. Chị có gửi lời chúc gì đến các em không? Mình có gửi lời chúc gì đến các em không? Cặp ngày hôm nay sẽ được tặng cho các em. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị kinh doanh phát đạt. Mời mình đi chị nha. Rồi, con đi học chưa? Con tên gì nè? Con học trường nào? Rồi học giỏi không? Rồi chúc mừng nha. Rồi con học giỏi nha. Con có gửi lời chúc gì đến các bạn không? Dạ, con chúc các bạn học giỏi. Rồi, gì nữa? Hết rồi, phải nghe lời bố mẹ rồi đúng không? Rồi, cảm ơn con nghe. Dạ, cái này mình để nguyên xe bỏ thần phát cho cái này trước. Thank you.
ơi, vô 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 bà con ơi, vô 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 bà con ơi. Mọi người đi đi xa không, đi đến đây xa không? Xa hả? Mình vô đây đi. Đây anh cầm giùm em vô luôn. Đây. Vô đi con trai. Rồi chào các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các dì, các em nhỏ. Mọi người ở cách xa trụ sở này xa không? Mình đi dọ là bao lâu tới chị? Ô, 20.000 xe. Ô, đi về luôn hả? Đi xe ôm xuống hả? Trời ơi, có xe ôm không? Dạ, rồi chị là ở ấp nào? Ấp Phát Đạt luôn đúng không? Là cách đây mấy cây số? Ngay Nghĩa Trang. Ngay Nghĩa Trang đúng không em? Mấy cây số ngay Nghĩa Trang. Em biết Nghĩa Trang đây, em chích liền luôn. Ngay Nghĩa Trang. Rồi con trai, con học lớp mấy rồi? Con trai, con học lớp mấy rồi? Học lớp 1 hả? Học lớp 1 màu to vậy rồi vô có ăn hiếp bạn không trời? Hả? Dạ. Rồi con trai con học lớp mấy rồi? Lớp 6 rồi hả? Rồi. Lớp 1 đâu? 3, tức là có 3 bạn lớp 1 đâu, con ra đây con trai. Con trai qua đây, con trai lên đây. Rồi lớp 1, cô gái này. Cái bọc nó hơi xấu nha, nhưng mà cặp thì rất là đẹp nha. Con gái yêu dấu bây giờ có 2 cái cặp này. Con bọn Di phải không? Năm nay con mấy tuổi? 3 tuổi mình đi học lớp 1 hả? Rồi sao cũng được hết. Bây giờ có 2 cái cặp này, con thích cái cặp nào? Học mẫu giáo đúng không? Mẫu giáo càng tốt. Đây, con thích cặp nào? Cho con lựa. Nhìn cho kỹ. Thích cặp này đúng không? Rồi, tặng cho con nghe. Chứ từ từ. Mình phải cảm ơn. Cô Ly ơi, bây giờ là cô Ly ơi. Không có cảm ơn chú. Cô Ly, cái cặp này cảm ơn ai? Cặp này ai cho? Ai tặng nè? Rồi, con cảm ơn cô Thanh Tuyền. Rồi, giỏi quá. Nhưng mà cô đi với đại diện cho. Con nhớ học tập giỏi nghe. Nhớ nghe lời bố mẹ ông bà nghe chưa? Rồi, ok, rồi, chúc mừng con. Rồi, về đường rồi anh. Con trai tên gì và mình ở đâu? Rồi, nhân con ở đâu? Ấp Phát Đạt. Rồi, đi học có vui không? Vui không? Hôm nay có cặp mới có vui không? Rồi bây giờ cho con chọn trước. Đây là 2 cái cặp có hình siêu nhân dành tặng cho con. Con sẽ chọn một trong 2 cái này. Con lựa chọn đi. Cái nào? Rồi sao nữa? Rồi mình phải nói lời cảm ơn đúng không? Rồi, cố gắng học giỏi nha. Rồi, tiếp theo con trai, con tên gì? Rồi, con học lớp mấy? Nó nghe này nhiêu ký rồi? Con không biết nữa hả? Ăn có nhiều không? Rồi, bây giờ con lựa chọn đi. Đây là những cái cặp con sẽ lựa chọn. Cho con lựa chọn đó. Thích cái nào thì lấy cái đó. Rồi, ok. Cái này thấy không? Rồi, tặng cho con nghe. Cái này là bự đó. Nhưng mà em bự nên cho em cặp bự đi không sao hết. Nha, bây giờ cái cặp này là cái cặp lớn đó. Con phải cố gắng sử dụng cho nó bền ngén. Để hồi năm sau là không có cặp xài nữa đâu đó. Hiểu chưa? Rồi, ok, cảm ơn con. Rồi, con trai con tên gì? Tên Trầm, năm nay con bao nhiêu tuổi? Con học lớp mấy? Lớp 1, rồi có mua cặp sách chưa? Chưa đúng không? Rồi, hôm nay được nhận cặp, được có vui không? Nếu có vui thì mình phải cố gắng học nha. Rồi, bây giờ con chọn đi. Đây là những cái cặp sẽ dành tặng cho con chọn cái nào? Cái này nó bự lắm, con không mang nổi đâu. Con phải chọn cái nhỏ nhỏ thôi. Đây, cái này với cái này, đấy. Cái này là của con gái. Rồi, màu này nghe. Rồi, chưa? Từ từ, con tên gì? Con học lớp mấy rồi? Con học trường nào? Trường Đình là trường gì chị? À, cái điểm Đình, nhưng mà cái trường nó tên gì? Trường trung học, trường tiểu học. À, trường tiểu học Văn Khánh, nhưng mà điểm ở... À, rồi, ok.
Năm lớp 2 con học, con được hạng mấy? Được học khá hả? Năm nay cố gắng học lại giỏi nghe. Được không? Được không? Bây giờ năm nay học lớp 3 thì mục tiêu mình là học sinh gì? Suy nghĩ. Bây giờ chú chốt cho con luôn, học sinh giỏi. Được không? Muốn học sinh giỏi thì phải sao? Phải học tập tốt nghe. Nghe lời mẹ nghe. Ok. Rồi đây là những chiếc cặp sẽ được gửi tặng cho con chọn đi. Có rất là nhiều cặp luôn, bây giờ con lựa chọn đi, nhìn cho kỹ nha. Rồi ok, con mèo phải không? Đây gửi tặng cho con. Con cảm ơn cô Tuyền. Cô Tuyền, cặp này là cô Tuyền gửi tặng cho con. Con cảm ơn cô Tuyền. Chú nói nghe nè, nhà cô Tuyền bán tạp hóa gần đây nè. Nha, mai mốt có ăn gì qua đó mua. Ok, rồi cảm ơn con. Bye bye con. Rồi ok, rồi mình đi tiếp theo. Con trai tên gì? Dạ con tên. Rồi con học lớp mấy? Dạ, học lớp 3. Học lớp 3, con học trường nào? Vâng tấn. Rồi ok giỏi. Rồi mình cặp bà con sẽ chọn nha. Con lấy cái cặp này đi, tại vì cái cặp này nó lớn nè nha. Đây màu xanh với màu đỏ, con lấy cái nào? Màu xanh đúng không? Rồi cảm ơn không, cái này không phải tâm cô Tuyền, cái này là của cô Trúc thứ 11. Cảm ơn cô Trúc. Rồi năm nay học giỏi nha, cố gắng nha. Ok yeah. Rồi ok cảm ơn con. Tiếp theo con tên gì? Con tên là Trọng phải không? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con học lớp mấy? Lớp 2. Rồi ok bây giờ con chọn đi, hai cái này con chọn cái nào? Rồi ok đây gửi tặng con nha, mình cảm ơn cô Trúc nha. Rồi ok cảm ơn con. Rồi tiếp theo con ơi. Rồi con tên gì? Rồi con học lớp mấy? Lớp 5 luôn hả? Con học trường nào? Con học trường tiểu học và trung học cơ sở. Rồi, năm lớp 4 học được hạng mấy? Giỏi, xuất sắc nha, năm nay hạng nhất nha con. Rồi, ok. Hay quá. Các bạn mình còn cặp nam nữa không chị? Thấy con giới thiệu mình đi. Rồi, học trường nào? Trường nào? Bằng Khánh đúng không? Năm vừa rồi học giỏi hay là học khá hay là học trung bình? Trung bình thì năm nay, mục tiêu năm nay là học sinh khá nha. Cố gắng được không? Suy nghĩ coi mình có cố gắng được học sinh khá không? Phải cố gắng chứ, con phải biết phải cố gắng chứ. Bây giờ tặng cái cặp tinh thần nghe. Rồi mỗi lần nhìn cái cặp này là nhớ mặt chú nghe. Nhớ mặt ông này là thấy phải học khá không, năm sau ông không tặng nữa đó. Nghe. Ôi trời ơi hay quá. Thì nhớ cả hai luôn được không? Được không? Thì nhớ chú đi, năm sau chú tặng tiếp. Nghe. Rồi ok, con chọn cái nào? Cái này. Rồi tặng cho con. Rồi, cái này là của cô Trúc nha, cô Tuyền xong rồi, của cô Trúc. Rồi, cảm ơn cô Trúc. Rồi, bye bye con. Rồi, tiếp theo con trai. Con tên gì? Rồi, con học trường nào? Rồi, năm vừa rồi học như thế nào? Học trung bình, năm nay học khá nha. Hứa chắc nha. Rồi, ok. Rồi, một cái cặp cho con. Đây. Bây giờ không còn để lựa nữa rồi đó. Rồi con chọn đi, con chọn đại đi, chú gì cũng bó tay rồi. Rồi cảm ơn cô Trúc. Đúng rồi, cảm ơn con nhiều nha, cố gắng con nha. Nha, nói lớn lên nha. Ok, rồi, bye bye con. Đây, cái này lớn hơn nè, con lớp 5 phải không? Còn cái này lớn hơn nè, này lớn hơn. Bung ra nó lớn lắm luôn á. Rồi, bye bye con. Rồi, tiếp theo. Con tên gì? Con học trường nào? Rồi, năm ngoái học sao đây? Trung bình nữa hả? Trung bình nhiều không có vui. Cố gắng học khá nghe. Con học giỏi nhất môn gì? Hả? Học tiếng Việt phải không? Nói chuyện phải lớn lên. Tiếng Việt phải nói lớn, rõ chữ, sau này làm phát thanh viên. Mai mốt là cả làng cả xóm nghe giọng con trên truyền thanh. Ok không? Rồi tặng cho con. Cảm ơn cô Trúc. Rồi ok, bye bye con. Rồi tiếp theo, anh này học lớp 6 đúng không? À lớp 6, cái đó lớp mấy? Lớp 3, đưa đây, chị nhường lại cho lớp 6 đi, nha. Rồi. Rồi, Tuấn Anh học Lý Tuấn Anh hả? Giống tên diễn viên điện ảnh nè. Học lớp mấy? Trường nào? Trung học cơ sở.
Trường trung học cơ sở Văn Khánh phải không? Văn Khánh hay Văn Khánh Tây anh hả? Văn Khánh Tây. Chú dặn con nè, mình phải nhớ trường mình học ngang. Rồi năm vừa rồi học được học sinh gì? Học khá. Năm nay cố gắng học sinh khá hoặc học sinh giỏi nha. Rồi ok, chúc mừng con. Rồi bây giờ đi về sáng không cô? Sáng chắc trời tập nhỏ xíu mà. Lớp sáng phải tập nhỏ. Đâu cái cặp nó nhỏ cỡ nào để em coi xem có cặp lớn không em đổi cho. Nha, vui vẻ nha, tại vì cái cặp hiện tại bây giờ tụi con có là cặp nó lớn nhất rồi đó cô ơi. Nha, vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Cố gắng học giỏi nha con trai. Rồi. Cái này là ở ngay chợ thứ 11 đó chị. Dạ không, cái này là chị Ni là nhà vận động của trang biệt thứ 11. Học lớp lá hả? Cô quay lại đi, có đó. Chị Ni ơi, đem cho em một cái cặp nhỏ dành cho mầm non với. Cô quay vô đi, cô quay vô đi. Cô quay vô đi. Này là cho em của con phải không? Rồi, cái cặp kia nó hơi nhỏ nhưng con cố gắng nha. Nha, tại vì lần này chú chỉ có cái cặp đó thôi là lớn nhất rồi. Con cố gắng học giỏi nha. Rồi. Trời ơi, tôi giận ghê luôn gì á. Trời ơi, giận ghê luôn gì đó. Giận quá trời giận luôn, người gì mà thật thà vậy, sợ cho cái cặp chê nhỏ luôn. Dạ, nhưng mà cố gắng giùm con nha, tại tụi con có cặp đó thôi à. Dạ. Là mai mốt cho mới gặp tiếp hả? Trời ơi, kỳ vậy. Rồi bye bye nha. Lựa cho kỹ nha. Cứ nhìn cho kỹ vô, nhìn cho kỹ vô. Bên này con tên gì? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con học trường nào? Rồi, năm vừa rồi học sinh gì? Năm vừa rồi học được loại gì? Học sinh khá, học sinh giỏi hay học sinh trung bình? Học sinh khá, năm nay cố gắng học sinh khá được nha. Được thì hãy học sinh giỏi luôn nha. Rồi, bây giờ nhìn kỹ đi, được lựa chọn, nhìn kỹ đi. Thích cái nào thì lấy cái đó. Còn nhóc bây giờ nó tha hồ lựa. Thích công chúa rồi. Rồi, chúc mừng con nha. Rồi. Con có tập chưa? Con có tập đi, mua tập cho chị. Chưa hả? Bây giờ sắp tới là chị Ni mình có tập thì dành riêng cho em nha. Chị để số điện thoại lạc với anh ở bên ấp nha. Rồi tụi em khi mà tụi em có tập thì tụi em sẽ liên lạc để em gửi tặng thêm nha. Rồi, chúc mừng con nha. Bye bye. Dạ. Chị Nam nói không nói chị sợ thì sao? Nói vậy thì nói nhận không. Dạ anh chị ạ. Chị đem cặp để trao cho nó nè. Đem cặp để tặng. Vậy gia đình đại diện ra nhận đi. Chị vô cho đi chị. Cái mặt sao dữ vậy? Không có được, chị thấy không? Một chiếc nó chở đủ một đế đi. Trời ơi, xinh vậy đó hả? Năm bữa rồi nó đã rõ rồi đó. Rồi gửi cho em nói nha chú. Em có nó ở nhà cho nó nói chuyện nghe. Em có nó nhà ông ngoại nó nói thế rồi. Thôi được rồi. Rồi chú nha. Rồi. Dạ rồi, sức khỏe nha chú nha. Cái nhà này ở bên. Ôi. Ủa bé lớn nó học lớp mấy rồi?
con tên gì vậy? Giáo Nguyên. Giáo Nguyên hả? Còn con tên gì? Con tên gì? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 á, học trường ở đâu? Học trường ở đâu? Thằng bé này con tên gì? Con ai? Con của ai? Hả? À, con của ai? Con của ai? Rồi bữa nay cho tập cho viết con đi học con mừng không? Hả? Nấu? Sao gật đầu? Nói đi. Dạ mừng. Rồi con cảm ơn đó là cô Thúy Kiều ở Hàn Quốc đó là tài trợ về tập học chữ viết cho các con. Sao mà nói gì? Nói đi. Rồi cho đi. Cho đi Diệu. Một em 10 cuốn tập với hai cái viết. Hả? Hai cái viết 10 cuốn tập, hai cái viết 10 cuốn tập. Rồi bé nào nhận rồi bước ra. Bé nào nhận rồi bước ra rồi. Rồi ra đứng ở điện thoại chụp hình lại. Sáu đứa hả? Mua sáu đứa ăn luôn đi. Để mình chạy. Rồi con bé nào không ra luôn đi con. Ra hết luôn đi. Mong có con một mình chẳng buồn. Cái này từ cấp 1 không ạ? Từ lớp mấy tới lớp mấy? Rồi cương pháp thì chung. Mới 4 em mà còn thiếu 1 em nữa. Tại vì tới 5 phần lận. Đây. Cho tập nè, cho cặp nè, 4 nàng nè ngang, 4 nàng công chúa nè ngang. Hỏi nàng này ơi. Là cái phần tập này á, là của dì Thí Kiều ở ngoài Hàn Quốc á. Rồi gửi về á là cho con đi học rồi con cảm ơn ai? Cảm ơn dì Thí Kiều. Rồi đã tặng tập viết cho con đi học. Nói đi. Tao không biết làm sao mà nói chuyện bốc bốc. Rồi tới Cẩm Viên nè. Cẩm Viên có được cặp mới nè. Rồi tập viết nè, Cẩm Viên có mừng không? Mừng rồi con cảm ơn á gì Tiết Mai á thứ 11 đã gửi cặp tặng cho con nè. Gửi gì? Rồi gì Thí Kiều nữa? Rồi đã tặng gì? Đã tặng gì? Rồi tặng gì nữa? Rồi tặng gì nữa? Rồi tặng cặp rồi còn gì nữa? Cái gì nữa? Dạ. Rồi con thích không? Con thích không? Rồi. Rồi dì Ni chúc con năm nay học giỏi nha. Con kêu đi con nói đó là Trình ơi, bo bắt lên nó bo lên. Rồi chúc các con năm nay đứa nào cũng học giỏi hết ha. Rồi đây cha đây hỏi thăm đây không gài mẹ có điện về không? Mẹ không thì có mẹ
mẹ con điện về nói làm sao?